Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Cà phê 4.0 Hành trang Millennial. Ở kỳ phát sóng kỳ trước thì Nhân và ban biên tập có làm một khảo sát nhanh để xem các anh chị đang quan tâm đến những khía cạnh nào trong công việc. Và Nhân thấy có một chủ đề mà các anh chị quan tâm rất là nhiều, đó là làm sao để có thể tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thông qua mạng xã hội. Ở trong thời đại 4.0 thì Nhân tin chắc rằng là mạng xã hội không còn quá xa lạ với tất cả các anh chị tư vấn viên Millennial nữa. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả và phục vụ tốt nhất cho công việc của mình? Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình và lắng nghe những chia sẻ từ một vị khách mời rất đặc biệt nhé. Em chào chị Hà. Lời đầu tiên em cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chị có thể giới thiệu cho tất cả các bạn khán giả biết một chút về mình được không ạ? Mình chào khách nhân và cũng xin chào tất cả các bạn đang ở trước màn hình tham gia chương trình Cà phê 4.0 Millennial ngày hôm nay. Mình tên là Lê Thị Thu Hà, trưởng ban kinh doanh văn phòng Mỹ Tho, Tiền Giang. Chị Hà ơi, hôm nay chủ đề của chúng ta đó là tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thông qua mạng xã hội. Và em nghĩ là chúng ta sẽ có rất là nhiều điều thú vị để có thể bàn tới ngày hôm nay. Không biết là bây giờ có rất nhiều mạng xã hội khác nhau, vậy chị Hà thích nhất mạng xã hội nào? Thì trước giờ là Thu Hà có tham gia mạng xã hội qua Facebook nè, Fanpage nè, Zalo. Và Thu Hà cũng có tạo cho mình riêng một kênh YouTube. Và Thu Hà nhận thấy một cái tiềm năng rất lớn trên mạng xã hội, cho nên Thu Hà rất là tâm đắc và chủ động để phát triển. Và gần đây nữa, công ty Redisol của mình cũng có những thi đua phát động đối với tư vấn viên và cũng như các văn phòng. Thu Hà cảm thấy giống như là có thêm một động lực để phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Vậy thì không biết là cái điều gì là đặc biệt nhất và hấp dẫn nhất khiến chị sử dụng mạng xã hội để phục vụ cho công việc của mình? Thu Hà cảm nhận được rằng mạng xã hội ngày nay đang là một xu thế rất là tốt để tiếp cận khách hàng, không chỉ đối với những ngành nghề như bán lẻ, bán hàng, mà đối với bảo hiểm nhân thọ chúng ta cũng có thể tiếp cận khách hàng qua phương thức này. Thu Hà cảm thấy rất là tâm đắc và tiềm năng. Mình có thể thiết lập mối quan hệ rất tốt qua mạng xã hội. Theo cái cách truyền thống cũ là trước đây mình đi cô canh vác hoặc là có thể đi tìm kiếm khách hàng trực tiếp đến nhà khách hàng thì mình mới có thể tiếp cận được khách hàng. Thì Thu Hà nghĩ rằng tại sao chúng ta không thể dùng mạng xã hội để có thể là thêm một nguồn nữa để tiếp cận khách hàng, thậm chí là có thể tiếp cận nhiều hơn. So với cách làm cũ, mình sẽ bị hạn chế về thời gian. Ví dụ một tư vấn viên một ngày có thể đi trực tiếp để gặp khách hàng và thiết lập mối quan hệ khoảng 10 khách hàng, thì qua mạng xã hội chúng ta có thể là trong một ngày có thể thiết lập được mối quan hệ nhiều hơn thế nữa. Và cái hay nữa là chúng ta có thể là thiết lập mối quan hệ mở rộng ra đối với là bạn của bạn mình nữa. Thì cũng có một cái cơ duyên, đó là cuối năm 2016 Thu Hà sanh em bé, thì có 4 tháng thai sản. Lúc đó Thu Hà ở nhà và cảm thấy là mình là một người năng động và rất đam mê tìm kiếm khách hàng. Thì trong thời gian này Thu Hà bị hạn chế đi ra ngoài và về vấn đề sức khỏe nữa, thì Thu Hà nghĩ rằng dù cho mình ở nhà nhưng mà hạn chế đi ra ngoài, mình vẫn có thể phát triển cái nguồn khách hàng của mình, thiết lập mối quan hệ ngay cả mọi lúc mọi nơi. Cho nên Thu Hà phải suy nghĩ rằng mình phải phát triển, xây dựng hình ảnh của mình trên mạng xã hội hơn nữa. Thì lúc đó Thu Hà sẽ có một cái câu hỏi để đặt ra cho mình là mình phải làm cách nào để có thể là thu hút được khách hàng hay là các mối quan hệ trên mạng xã hội để mọi người có thể chú ý tới mình. Thì mình phải có một cái sự độc lạ và lôi cuốn như thế nào, thì Thu Hà mới lên kế hoạch mình phải xây dựng hình ảnh cá nhân qua mạng xã hội. Và đó là hẳn một quy trình. Đúng là chúng ta không thể phủ nhận được những cái tiện ích và những cái chức năng của mạng xã hội mang lại cho chúng ta trong thời đại hiện nay. Em cũng có tham khảo một số trang cá nhân của các anh chị tư vấn viên thành công của nước bạn. Điển hình là một bạn tư vấn viên người Indonesia, bạn đó tên là Kartika. Bạn này hoạt động trên trang mạng Instagram. Thì trên trang cá nhân của bạn sẽ up rất là nhiều hình ảnh năng động, chuyên nghiệp và những cái câu nói truyền động lực cho công việc, cũng như là những cái hình ảnh chốt hợp đồng thành công với khách hàng. Điều này tạo ra được một cái sự tin tưởng dành cho khách hàng khi đến với bảo hiểm nhân thọ. Vậy thì em không biết chị có tham khảo những cái trang cá nhân của các anh chị tư vấn viên thành công khác không, để có thể hướng đến một hình mẫu cho mình. Nghe khách nhân nói về
trang của bạn Katika gì đó, thì Thu Hà thấy cảm thấy rất là hấp dẫn và tâm đắc. Thu Hà có thể sau buổi cà phê này Thu Hà nhất định sẽ vào để tìm hiểu và để có thể là tham khảo và phát triển bản thân mình đó. Thì quay lại câu hỏi của khách nhân vừa nãy, Thu Hà cũng có tìm hiểu và tham khảo những bạn tư vấn viên millennial cũng như là những cái ngôi sao thành công của tư vấn viên mình để có thể học hỏi và rút kinh nghiệm. Và bên cạnh đó, Thu Hà cũng có tham gia vào những trang mạng cộng đồng như là về sức khỏe này, về gia đình hay là hội bà mẹ bỉm sữa. Đó thì Thu Hà xem những cái mối quan hệ mà thiết lập trên những cái đức cộng đồng đó là những cái mối quan hệ hạt nhân dưỡng, chứ mình khoan vội nói đến là về vấn đề bảo hiểm nhân thọ. Vậy thì em thấy rằng là trên mạng xã hội á, những cái thông tin mình up lên đó thì là những cái nội dung ảo thôi, tuy nhiên thì cái sự ảnh hưởng của nó là một cái điều gì đó rất là thật. Và để xây dựng được một trang mạng xã hội dành cho riêng mình thì em nghĩ nó sẽ phải trải qua rất là nhiều cái giai đoạn và nó cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy thì đối với chị thì những cái khó khăn nào trong cái thời gian chị xây dựng mạng xã hội của mình? Đối với Thu Hà thì xây dựng hình ảnh qua mạng xã hội nó không có vấn đề về áp lực tinh thần, nhưng mà có những cái khó khăn giống như là cái cách làm truyền thống của mình. Theo kinh nghiệm của các bạn tư vấn viên thì tỷ lệ thành công từ cái cách làm truyền thống là 10-5-3-1, đúng thì rồi. Cách làm thiết lập mối quan hệ qua mạng xã hội thì có thể là khó hơn, có thể là 20-10-5-1. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái thông tin mà mình cũng phải sàng lọc. Bên cạnh đó thì khi mình tham gia mạng xã hội thì có một cái thử thách và một cái áp lực tinh thần chút xíu, khi mà có những lúc mình sẽ gặp những đối tượng tìm cách để tiếp cận với mình, nhưng mà những đối tượng đó là không phải là với mục đích để kết nối mối quan hệ và để tìm hiểu về bảo hiểm nhân thọ, mà là một cái sự quấy nhiễu hay là những cái thông tin mà tiêu cực đó, thì cho nên mình phải sàng lọc lại. Theo em thấy thì mạng xã hội xây dựng nó cũng không phải là đơn giản. Mạng xã hội là ảo, tuy nhiên những cái nội dung mà nó mang lại và tác động đến với đời sống của con người hiện tại là thật. Vậy thì em không biết là theo chị đó, thì những cái điều nào mà chúng ta nên phát huy khi chúng ta up những cái thông tin lên mạng xã hội? Đối với Thu Hà thì việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội rất là quan trọng, có thể góp phần quyết định sự thành công hay không thành công trong sự tiếp cận khách hàng trên mạng xã hội của mình. Đầu tiên là Thu Hà cảm thấy mình phải xây dựng một cái hình ảnh thật đẹp, chuyên nghiệp, cả về trang phục phải phù hợp với ngành nghề mà mình đang làm, và kế đến nữa là những nội dung mà mình đăng tải, những bài viết mà mình đăng trên mạng xã hội phải có ý nghĩa về công việc mình đang làm, về bảo hiểm nhân thọ, về cuộc sống gia đình. Về những bài viết mà Hà đăng trên trang Facebook của mình thì cũng là một cái quá trình chủ động của Thu Hà. Ví dụ như buổi sáng Thu Hà sẽ đăng những cái câu như là chào mừng buổi sáng, những câu truyền động lực. Buổi trưa thì Thu Hà sẽ có những bài viết về ý nghĩa của công việc mình đang làm, ý nghĩa về bảo hiểm nhân thọ. Và buổi chiều thì thường Thu Hà sẽ có những bài viết về tổng hợp lại trong ngày, những công việc Hà đi gặp khách hàng nè, hay là hội họp cùng với đồng nghiệp, hay là về gia đình cá nhân của Thu Hà. Thì Thu Hà nghĩ rằng á, cái mối quan hệ mình thiết lập trên mạng xã hội thì có thể rất là nhiều, nhưng để một trong những số đó trở thành khách hàng của mình lại là một vấn đề khác nữa. Và quan trọng làm sao để họ trở thành khách hàng của mình thì một cái yếu tố Thu Hà cho rằng rất quan trọng, đó là xây dựng được niềm tin của khách. Một khách hàng tham gia một đồng bảo hiểm có thể là đồng hành với mình trong nhiều năm liền thì phải có một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, khách hàng mới có thể chọn mình làm tư vấn viên để thiết lập cuộc hẹn và đi đến là ký hợp đồng. Mà có thể đó là một khách hàng lạ thì làm sao để họ tin tưởng mình, thì đó chính là cái cách mà mình xây dựng hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Khách hàng dù là người lạ vẫn có thể là hiểu về mình, hiểu về công việc mình đang làm, cũng như là hiểu về bản thân Thu Hà, cuộc sống gia đình của Thu Hà, đem lại cái niềm tin cho khách hàng để khách hàng có thể chọn lựa Thu Hà.
Em thấy thì đa số tất cả các anh chị nào mà làm bảo hiểm nhân thọ, nhất là những anh chị trong công ty của mình nè, cũng như là một số anh chị khác, thì thường hay chia sẻ rất là nhiều những cái chủ đề liên quan tới này là sức khỏe và gia đình đó. Thì em thấy đây cũng là một cái yếu tố mà em nghĩ rằng là các anh chị tư vấn viên của chúng ta hãy cố gắng làm sao đó để chúng ta có thể thu thập được nhiều thông tin nhất. Và quan trọng hơn hết thì những cái thông tin đó phải là có ý nghĩa và nó sẽ liên kết đến với cái việc bảo hiểm nhân thọ của chúng ta. Và ngoài ra nữa thì Nhân thấy rằng là có một cái điều nữa là khi anh chị đăng tin những cái bài viết của Linh trên mạng xã hội đó thì sẽ có những cái comment, thì anh chị hãy cố gắng làm sao để có thể tương tác nhiều nhất với tất cả các khách hàng tiềm năng của mình thông qua trang mạng xã hội. Và liên quan tới cái việc mà post bài ở trên Facebook trang cá nhân của mình đó, thì nó có cái việc là tỷ lệ phân bổ các cái bài viết trong ngày, thì không biết là mình nên phân bổ những cái bài viết trong ngày như thế nào là hợp lý chị Hà không? Đúng rồi đó Nhân à, Thu Hà sẽ có một cái tỷ lệ phân bổ hợp lý trong ngày và cho những cái bài viết của mình. Về nội dung thì Thu Hà có một cái quy trình như thế này, đó là 70% sẽ nói về giá trị của cuộc sống, 20% nói về sản phẩm và 10% nói về bản thân gia đình của mình. Đây là một cái yếu tố mà các bạn cũng nên để ý, đó là Nhưng thấy là một số anh chị tư vấn mới đó, khi mà vừa tốt nghiệp mà cái khóa đào tạo về bảo hiểm nhân thọ chúng ta xong, thì trên trang mạng cá nhân của bạn up 100% toàn là những bài liên quan tới bảo hiểm nhân thọ. Và đây là một cái điều mà thực sự là không nên, nó làm cho những cái bạn bè ở trong mạng xã hội của mình nó bị bội thật về những cái thông tin liên quan tới bảo hiểm nhân thọ, và cũng có thể rằng là unfriend mình luôn trên mạng, trong mạng xã hội luôn. Cho nên đây cũng là một cái yếu tố mà các bạn hãy chú ý theo những cái lời tư vấn của chị Thu Hà. Thì ngoài những điều mà chúng ta phát huy đó, thì chắc chắn cũng sẽ có những điều mà chúng ta cần hạn chế khi up những cái thông tin lên trang mạng xã hội. Thì theo chị là những cái điều nào mà chúng ta nên hạn chế up lên? Đúng rồi đó Khánh Nhân à, người ta thường nói mạng xã hội là mạng ảo, và những thông tin mà mình đăng tải trên mạng xã hội có thể là được truyền đi rất là nhanh, thậm chí là theo cấp số nhân. Bởi vì trên mạng xã hội người ta có thể là tự do ngôn luận, có thể tự do like, share những cái bài viết của mình. Cho nên là mình cũng phải rất là chọn lọc những cái thông tin mà mình xem được trên mạng xã hội, và cũng như hạn chế đăng những cái thông tin tiêu cực hay là những bài viết mà mình chưa có rõ ràng, chưa có được xác minh kiểm chứng đúng sự thật. Và bên cạnh đó mình cũng phải sử dụng những cái ngôn từ cho phù hợp với thuần phong mỹ tục của nét văn hóa của người Việt Nam của mình. Và hai cái vấn đề quan trọng mà Thu Hà cảm thấy là chúng ta không nên chia sẻ hay là bình luận trên mạng xã hội, đó là vấn đề về chính trị và tôn giáo. Em cũng thấy là trên mạng xã hội cũng có rất là nhiều cái trường hợp khác nhau, nó liên quan tới cái việc là chia sẻ những cái thông tin mà nó chưa được kiểm chứng, và những cái thông tin nó tiêu cực, nó dẫn đến cuộc sống của những người mà liên quan tới cái thông tin mà mình chia sẻ đó. Vừa rồi thì các bạn cũng đã nghe qua những cái điều cần phát huy và những cái điều là cần hạn chế khi up những cái thông tin lên trang mạng xã hội. Chị Hà ơi, vậy thì chị có thể chia sẻ một số kinh nghiệm mà khi chị sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm và tiếp cận khách hàng không ạ? Thu Hà cũng thu thập những thông tin từ trên trang Facebook của những anh chị, những khách hàng hay là những tư vấn viên thành công. Thu Hà sẽ chủ động để vào kết bạn, và Thu Hà sẽ học hỏi được ở mỗi người một chút để có thể tổng hợp lại và cộng thêm cái sự sáng tạo của Thu Hà nữa để tạo thành một cái riêng cho mình. Bởi vì đã gọi là xây dựng hình ảnh cá nhân thì phải là một cái nét riêng của mình. Đúng rồi. Mình chỉ học hỏi mỗi người một chút thôi, chứ Thu Hà cũng không có phải là sao y theo copy y chang một cái hình ảnh hay là một trang Facebook mạng xã hội của ai hết, mà Thu Hà phải tạo ra một cái điểm nhấn và một cái sự khác biệt. Ý là Thu Hà chỉ học hỏi ở mỗi người một chút. Thì bên cạnh đó công ty mình cũng có những cái hỗ trợ cho tư vấn viên, giống như là về hình ảnh và nội dung nè, như là trang chủ của công ty, như là các fanpage thế hệ trẻ millennial, hay là những cái group về tư vấn viên bảo hiểm, để tư vấn viên của mình có thể vào tham khảo và chia sẻ lại về trang cá nhân của mình đó. Thì ngoài ra thì Thu Hà còn tham gia vào những group cộng đồng như là về xã hội nè, về gia đình, về sức khỏe, hay là những cái group về bảo hiểm nhân thọ của toàn ngành. Thì khi mà mình vào những group đó, mình kết nối mối quan hệ, thì những người trong group đó là những người đều quan tâm tới như là sức khỏe nè, hay là về gia đình, hay là những người quan tâm đến vấn đề về bảo hiểm. Họ đang trăn trở và đang suy nghĩ là có nên tham gia hay không tham gia,
và họ có nhu cầu là muốn tìm hiểu xem nếu tham gia thì họ sẽ được quyền lợi gì, cũng như là nếu như có những cái rủi ro xảy ra thì sẽ được công ty bảo hiểm nhân thọ đền bù chi trả như thế nào, thì mình sẽ kết nối những khách hàng đó để có thể là tiếp cận và thiết lập một cái cuộc hẹn để tư vấn khách hàng. Bên cạnh đó thì Thu Hà cũng tạo ra những cái clip video cho mình, bởi vì theo Thu Hà cảm nhận được, ngoài những cái hình ảnh mình đăng lên thì những cái video sẽ giúp cho cái trang Facebook của mình có thêm phần sinh động và lôi cuốn người xem hơn. Ví dụ Thu Hà sẽ có những video nói về ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ nè, hay là những cuộc gặp gỡ khách hàng về sinh nhật, hay là những lúc mà mình ký được hợp đồng thành công với khách hàng thì cũng có những hình ảnh giống như là một bài viết trên trang Facebook của mình, một như một lời cảm ơn đến khách hàng. Thì mình cũng có thể là ẩn danh khách hàng đi, hoặc là dùng những cái icon che mờ khách hàng đó là về tế nhị, nhưng mà giống như là một cái thông điệp, một cái minh chứng mà mình muốn truyền tải đến khách hàng, thì khách hàng sẽ quan tâm và cảm thấy tin tưởng hơn về cái công việc của mình đang làm và cái ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ mang lại. Bật mí với các bạn là một điều đó là Facebook của chị Thu Hà là đã có 5.000 bạn bè rồi. Nhưng có mới kết bạn với chị Thu Hà thì nó nằm ở trong hàng chờ và báo rằng là tài khoản Thu Hà đã vượt quá 5.000 bạn bè và không thể kết bạn được. Để các bạn có thể thấy rằng là Facebook của chị Hà cũng là một cái kênh để các bạn có thể vào xem và có thể học hỏi những cái gì mà chị Thu Hà đang làm. Nhưng tin là các bạn sẽ có được những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì với một cái trang mạng cá nhân của chị cũng hoạt động cũng khá là sôi nổi, thì em nghĩ nó sẽ có rất là nhiều cái kỷ niệm. Thì chị có thể chia sẻ cho các bạn biết rằng là một cái kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất trong cái quá trình chị xây dựng mạng xã hội riêng cho mình không ạ? Cảm ơn Nhân. Nói về kỷ niệm thì trong quá trình Hà tham gia mạng xã hội đến nay có rất là nhiều kỷ niệm vui. Nhưng mà ấn tượng với Thu Hà gần đây nhất có một trường hợp, đó là một bạn khách hàng lạ chủ động liên hệ với Thu Hà qua Facebook. Thì bạn muốn Thu Hà đặt một cuộc hẹn để có thể tư vấn và tìm hiểu kỹ hơn về bảo hiểm nhân thọ để quyết định tham gia cho gia đình mình. Và có một cái câu chuyện là bạn vừa có em bé nhỏ, thì cái đó là một cái trăn trở bạn khi mà đứng vào cái tâm thế của một người cha, người mẹ có nỗi lo cho con mình, thì bạn mới quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ. Mặc dù là trước đây bạn đã được rất là nhiều tư vấn viên, thậm chí là của rất nhiều công ty khác tiếp cận và cũng đã tư vấn, nhưng mà bạn vẫn chưa có tham gia, bởi vì bạn chưa có sẵn sàng về tài chính và cũng như là chưa có cái đủ niềm tin lớn để tham gia. Mà không hiểu sao bạn đó lại là chọn mình. Thì Thu Hà cũng có một cái câu hỏi, và sau đó khi mà đã gặp trực tiếp bạn này rồi á, thì Thu Hà mới vỡ lẽ ra. Thì ra là bạn đó cũng không phải là xa lạ lắm, mà bạn đó là bạn qua một người bạn của Hà trên Facebook. Đó thì giống như là trên Facebook mình có cái tính năng là kết bạn truyền đó, những người bạn chung đó, thì người này là bạn của một người bạn của Thu Hà. Mặc dù là bạn này thì Thu Hà chưa gặp ở ngoài bao giờ. Đó thì khi trao đổi nói chuyện thì bạn mới tiết lộ cho Hà một thông tin mà khiến Thu Hà cảm thấy cũng rất là vui, rất là hãnh diện, vì cảm nhận là mình đã xây dựng một cái hình ảnh thương hiệu cá nhân cũng khá thành công trên Facebook. Bạn biết được cả hoàn cảnh gia đình của Thu Hà, ví dụ như mới lần đầu tiên gặp nhau mà bạn đã hỏi là ba bé nhỏ của Thu Hà như thế nào, dạo này ra sao. Hà mới giật mình là bạn đó đã rất là hiểu về hoàn cảnh của chính Thu Hà luôn, chứng tỏ là bạn đã tìm hiểu về Facebook của Thu Hà, biết được rõ về công việc, thậm chí là cả về những cái đời tư riêng một chút xíu của Thu Hà nữa. Cho nên chính vì vậy cũng là một cái tạo niềm tin đối với bạn, cho nên bạn đã quyết định chọn Thu Hà là tư vấn viên bảo hiểm để chăm sóc phục vụ cho hợp đồng của bạn. Đây cũng là một cái kỷ niệm rất là thú vị đúng không chị? Các bạn thấy đó, việc xây dựng một cái trang mạng cá nhân nó thực sự chuyên nghiệp và nó năng động, và nó có những cái hình ảnh mà nó liên quan tới công việc của mình đó, thì khách hàng người ta sẽ tin tưởng hơn và có thể trao chọn niềm tin với tất cả các anh chị tư vấn viên của mình. Và để kết thúc chương trình đó, thì em có một cái thách thức nhỏ dành cho chị, đó là chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng trang mạng xã hội để có thể chia sẻ những cái thông tin của công ty thông qua một ứng dụng mà công ty cũng đang xây dựng cho tất cả các anh chị tư vấn viên, thì không biết chị có sẵn lòng không ạ? Vâng, rất sẵn sàng khách hàng. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tham gia thử thách này ha.
Vừa rồi chúng ta cũng đã lắng nghe rất là nhiều cái kinh nghiệm của chị Hà trong việc xây dựng trang mạng cá nhân, làm sao để chuyên nghiệp nhất và nó phục vụ tốt nhất cho công việc tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ của chúng ta. Vậy thì trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình á, thì chị Hà có thể gửi đến tất cả các anh chị tư vấn viên millennial của chúng ta một lời khuyên được không ạ? Thu Hà cũng có đôi lời nhắn nhủ và lời khuyên để gửi đến cho các bạn tư vấn viên Rudenso năm 2020 và đặc biệt là lực lượng thế hệ hành động millennial. Trong năm 2020 chúng ta đi theo một xu thế mới, một cách làm mới. Vậy thì chúng ta đừng ngần ngại, chúng ta hãy mạnh dạn áp dụng cách làm mới bên cạnh sự hỗ trợ của công ty qua các hình thức như là hội thảo khách hàng trực tuyến nè, BOB tuyển dụng trực tuyến nè, giống như cho chúng ta thêm một công cụ. Vì bên cạnh vai trò và sứ mệnh của một người tư vấn viên thế hệ hành động millennial của chúng ta là bảo vệ khách hàng, ngoài ra chúng ta còn phải mục tiêu là đạt doanh số và kết quả tốt cho bản thân, cho đội nhóm, cho văn phòng và công ty của mình. Thì cái kế hoạch của chúng ta là không thay đổi, nhưng chúng ta chỉ thay đổi cách làm mà thôi. Như vậy thì các bạn hãy mạnh dạn lên và luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và một cái ngọn lửa để chúng ta mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta phải vượt qua thử thách của chính bản thân mình. Và trong mọi trở ngại, khó khăn, những lúc chúng ta nản chí thì chúng ta hãy tâm niệm giống như một câu thần chú, đó là cuộc sống cứ thử thách tôi đi, tôi sẽ sẵn sàng vượt qua. Chúng ta sẽ vượt qua cả về những trở ngại về tinh thần hay là những trở ngại về điều kiện. Và một lần nữa em thay mặt cho tất cả các bạn khán giả cảm ơn chị đã hôm nay có mặt ở đây và chia sẻ rất là nhiều điều bổ ích. Và chúc chị luôn luôn thành công trên con đường sự nghiệp tại Prudenso, lan tỏa nhiều hơn những giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ đến với nhiều người hơn nữa. Thu Hà cũng cảm ơn Nhân và cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Cà phê 4.millennial. Chúc cho tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào tất cả các bạn. Thông qua những chia sẻ vừa rồi thì chắc hẳn các bạn cũng đã tìm ra cho mình những bí quyết làm sao để có thể tìm kiếm và tiếp cận khách hàng thông qua mạng xã hội, cũng như là làm sao xây dựng cho mình một trang mạng cá nhân thật chuyên nghiệp để tạo dựng lòng tin cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Và như thường lệ, nếu như bạn có câu hỏi nào hay là có thắc mắc hay là bạn đang quan tâm đến chủ đề nào thì hãy để lại bình luận ở phần bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.